Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều tuyến phố của thủ đô ngập sâu sau trận mưa kéo dài từ đêm ngày 24 đến sáng ngày 25 tháng 5. Tổng hợp hình ảnh của khán giả gửi về chương trình. Sau hơn 6 giờ nỗ lực, chú cá voi nặng hơn 10 tấn bị mắc cạn tại vùng biển xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã được giải cứu thành công. Phản ánh của khán giả Hoàng Công Mạnh từ số điện thoại 0904 3 số cuối 279. Người dân phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh khổ sở vì đường đi bị sạt lở, suốt 2 năm phải đi nhờ nhà hàng xóm. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Báo động tình trạng nông dân Cam Lâm, Khánh Hòa ồ ạt chặt các loại xoài truyền thống để trồng xoài Úc. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk mở ra hướng đi mới cho nông dân khi cây cà phê không còn mang lại hiệu quả cao. Chia sẻ của khán giả Minh Lợi có số điện thoại 0978 3 số cuối 986. Về Bình Dương thăm ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổi qua clip do khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 3 số cuối 258 chia sẻ tới chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào tối ngày 24 và rạng sáng ngày 25 tháng 5, những cơn mưa như chút nước liên tục đổ xuống khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu. Đến sáng ngày 25 tháng 5, nhiều tuyến phố của thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, giao thông hỗn loạn. Thậm chí có những nơi nước ngập đến nửa bánh xe hoặc tràn vào trong nhà, các phương tiện chết máy giữa đường. Nhiều người đã liên tưởng đến trận ngập lịch sử vào năm 2008 của Hà Nội. Dưới đây là tổng hợp của khán giả về những khu vực ngập úng nặng nhất trong sáng nay. Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến phố ngập sâu trong biển nước, đặc biệt là khu vực Mỹ Đình, Phạm Hùng, Hà Đông. Khu vực đường Vành Đai 3, hàng loạt phương tiện bị chết máy, đứng ven đường chờ cứu hộ. Chỉ những chiếc xe lớn như xe container, xe rơ móc, xe tải mới dám liều mình vượt qua đoạn nước ngập. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trời hửng nắng nhưng toàn bộ đường Mễ Trì, đoạn từ Mỹ Đình hướng về khu Cang Nam vẫn ùn tắc kéo dài. Nhìn từ trên cao, người và xe len lỏi di chuyển từng chút một. Nhiều xe máy đã phải leo lên vỉa hè để di chuyển nhưng cũng rất khó khăn. Còn tại phố Thái Hà, dù nước đã rút rất nhiều, nhưng đến khoảng 9 giờ 30 vẫn còn ngập sâu tại khu vực trước cửa tòa nhà Sông Hồng. Lực lượng chức năng đã có mặt nên tuyến đường không bị ùn tắc. Tuy nhiên giao thông qua đây khá khó khăn. Trong khi nhiều xe ô tô bị chết máy đã phải đỗ lại ven đường, thì nhiều người vẫn liều mình lao qua dòng nước ngập. Tại khuôn viên trường đại học thương mại trên phố Hồ Tùng Mậu, nước ngập sâu khoảng 30 đến 40 cm. Do việc di chuyển đến trường gặp nhiều khó khăn nên trong sáng cùng ngày, trường khá vắng vẻ. Nhiều sinh viên đến trường phải lội bì bõm qua dòng nước để đến được giảng đường. Đến khoảng 15 giờ 30 chiều cùng ngày, tại khu vực cầu vượt đường sắt Yên Nghĩa, Hà Đông, nước vẫn chưa rút. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy cả đoạn đường dài gần 1 km ngập sâu trong biển nước, giao thông qua đây bị gián đoạn. Có nhiều cách để di chuyển qua vùng nước ngập, nhưng có lẽ
cách của cư dân khu đô thị Resco của Nhuế vẫn là độc nhất vô nhị. Không chỉ leo lên đầu xe máy xúc, gần chục cháu nhỏ cùng nhau trèo lên máng ủi để qua khỏi vùng ngập đến trường. Hình ảnh nam thanh niên ngoại quốc trèo ván tại khu vực Cang Nam sau trận mưa kỷ lục nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Được biết, chàng trai này có tên là Alex Okulovsky, 28 tuổi, quốc tịch Nga, hiện tham gia hội những người yêu thích môn trèo thuyền ở Hà Nội. Alex đã làm việc ở Việt Nam được 2 năm và đã nhiều lần chứng kiến cảnh Hà Nội bị ngập. Alex mang thuyền ra trèo giữa phố là với mục đích mua vui. Vì vậy, Alex mong mọi người nhìn vào mặt tích cực trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ với những đứa trẻ, được bơi thuyền trên phố như thế này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ. Hình ảnh này được ghi lại tại khu vực gần trường Đại học Hà Nội, quận Thanh Xuân. Hai đứa trẻ vô tư bơi thuyền phao trên dòng nước đen ngòm, nổi lình phịch rác. Và chắc hẳn, hình ảnh cá bơi giữa đường như thế này thì không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến. Nhiều người dân tại khu vực Ba La, Hà Đông cũng đã tranh thủ ra đường bắt cá. Tuy nhiên, việc này cũng không hề đơn giản. Vào rạng sáng ngày 25 tháng 5, trên đường đi biển về, một số ngư dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện một con cá voi khổng lồ mắc kẹt vào bờ biển trong tình trạng còn sống. Ngay lập tức, chính quyền và người dân xã Diễn Thịnh đã tập trung tại bãi biển phối hợp giải cứu cá voi. Theo thông tin mà khán giả Hoàng Công Mạnh có số điện thoại 0904 3 số cuối 279 cung cấp, thì đến trưa cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, hàng trăm người dân đã giải cứu thành công con cá voi này. Để cứu sống và đưa cá voi ra biển, ngay từ 7 giờ sáng, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu đã huy động hơn 100 người gồm dân quân, quân sự xã Diễn Thịnh và chiến sĩ đồn biên phòng Diễn Thành có mặt. Tuy nhiên, ước tính có hàng nghìn người đã đổ về vùng biển này để theo dõi quá trình giải cứu cá. Do nước thủy triều rút khá sâu, khu vực bị mắc cạn không đủ nước phủ đầy mình cá, nên 3 chiếc máy xúc được huy động, hoạt động liên tục để mở đường thông ra biển, cũng như tạo một vũng nước lớn để cá có đủ nước và không khí. Vào thời điểm này, cá voi tuy còn sống, nhưng sức khỏe khá yếu, thở thoi thóp, cần phải nhanh chóng quay trở về với biển. Vì vậy, bất chấp nước ngập đến bụng, hàng trăm người vẫn vây quanh cá, xối nước liên tục vào đầu và lưng. Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, cá voi đã được người dân đẩy dần ra biển. Và đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, cá đã được đưa đến vùng nước sâu và được tàu kéo ra xa khoảng 10 hải lý. Tuy nhiên, sức khỏe của cá vẫn rất yếu. Theo thông tin mà khán giả Hoàng Công Mạnh cung cấp, thì con cá voi bị mắc cạn có trọng lượng khoảng hơn 10 tấn, dài 15 mét. Vào thời điểm phát hiện bị mắc cạn, cá voi vẫn rất khỏe, liên tục quẫy đuôi và phì nước qua mũi. Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân, thì nguyên nhân khiến cho cá mắc cạn là do vào sâu gần bờ để kiếm ăn. Nhưng khi thủy triều rút nhanh, cá đã không kịp quay ra biển. Khán giả Hoàng Công Mạnh cũng cho biết thêm, đây là lần thứ 3 cá voi giạt vào bờ biển xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, đây là con cá voi to nhất được giải cứu thành công. Được biết, cá voi hay còn gọi là cá ông được nhiều vùng miền lập miếu thờ cúng bởi cho rằng đã giúp đỡ ngư dân lúc biển động. Khi cá voi giạt bờ, nếu còn sống thì người dân đều tích cực giải cứu, nếu đã chết thì chôn cất chu đáo.
Thưa quý vị, 6 hộ dân ở tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh suốt gần 2 năm qua phải đi nhờ qua nhà hàng xóm vì con đường dân sinh nằm trên đường dẫn lên cầu vượt Bàn Cờ bị sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù vậy, tình trạng này hiện vẫn chưa được khắc phục, khiến cho việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695 đã cung cấp cho chương trình. Đây là hình ảnh được ghi lại tại đường dẫn lên cầu vượt Bàn Cờ ở tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đất đá từ trên cao bị sạt lở xuống, kéo theo đó là một đoạn đường dân sinh dài khoảng 100m đi qua 6 hộ dân cũng bị mất. Trong khi 2 hộ dân ở phía trong cùng không có lối đi, phải bỏ hoang nhà cửa, chuyển đi nơi khác sinh sống, thì gia đình ông Trần Bẩu và 4 người con phải phá tường bao để đi nhờ qua nhà ông Vũ Văn Ngõ kế bên. Đất đá sạt xuống và mặt đường nhựa bị trồi lên. Những căn nhà tầng khang trang nằm chênh vênh khá nguy hiểm. Gần điểm sạt lở này cũng có một điểm đất đá ngổn ngang từ việc thi công san lấp trên đỉnh đồi. Trên mặt đường, nước chảy róc rách như suối. Những người dân muốn đi lên cầu vượt Bàn Cờ phải đi ngược chiều. Khán giả Xuân Hiếu cho biết mỗi khi có mưa bão, chính quyền địa phương phải đến di rời các hộ dân này đi tránh trú ở những chỗ khác. Một năm hỗ trợ tiền thuê nhà 2 triệu đồng mỗi hộ và kéo dài trong vòng 6 tháng mùa mưa. Công trình cầu vượt Bàn Cờ nằm trong gói thầu số 9, tiểu dự án Hạ Long – Cảng Cái Lân. Trong tổng dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân, chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đường sắt Cục Đường sắt Việt Nam. Hệ thống mái ta luy được hoàn thiện vào cuối tháng 1 năm 2014. Theo thông tin anh Hiếu được biết từ những người dân tại đây, thì mặc dù mái ta luy xuất hiện những vết rạn nứt, nhưng buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2014, thì nhà thầu thi công vẫn tiến hành đổ bê tông đường dân sinh. Và ngay trong buổi chiều hôm đó, có 30 mét đường bị sạt lở sau trận mưa lớn. Người dân đã phải tháo ta luy ra để tránh bị đất đá vùi lấp. 50 mét đường bê tông tiếp tục sạt lở vào ngày 5 tháng 7. Và cho đến nay thì điểm sạt lở này vẫn chưa được khắc phục. Khán giả Phạm Xuân Hiếu chia sẻ, mỗi khi mùa mưa tới là các hộ dân tại đây nơm nớp lo sợ ngôi nhà của mình có thể bị sạt lở xuống. Người dân cũng cho biết việc xây dựng bờ kè không có móng chịu lực, chỉ đơn thuần là thảm đá bề mặt ta luy vốn có độ dốc lớn. Còn người dân vẫn có nguyện vọng ở lại, chỉ cần làm lại con đường bị sạt lở này. Gửi clip tới chương trình, khán giả Xuân Hiếu mong rằng nguyện vọng chính đáng của những người dân sẽ được đáp ứng. Thưa quý vị, về vấn đề này, góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để làm rõ và có hướng xử lý. Thông tin phản hồi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo. Nếu như những năm trước các loại xoài bồ, cát hòa lộc, tứ quý được trồng nhiều ở Cam Lâm, Khánh Hòa, thì nay trên vùng đất trồng xoài rộng lớn này, xoài Úc đã lên ngôi khi mà người dân đua nhau cưa hạ các giống xoài hiện có để ghép xoài Úc. Sự gia tăng đột biến của giống xoài ngoại lai này tại Cam Lâm đã khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng. Ghi nhận của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Mời quý vị cùng theo dõi. Ghi nhận tại xã Cam Hải, huyện Cam Lâm, hiện đã có đến 750 ha trồng xoài Úc trong tổng số 975 ha xoài các loại. Được biết, năm 2015, khi thương lái Trung Quốc thu mua xoài Úc với giá rất cao, trên 55.000 đồng 1 kg, gấp 2-3 lần so với giá xoài cũ, nhiều người dân đã chặt hạ các cây xoài cũ để ghép giống xoài Úc. Vì vậy, diện tích trồng xoài này tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này đều là tự phát trong nông dân, có thể làm mất cân đối giữa các loại xoài trên địa bàn, dẫn tới chuyện được mùa, mất giá. Qua tìm hiểu, khán giả Vũ Văn Hội được một số nông dân cho biết, việc chuyển đổi ồ ạt sang xoài Úc của nông dân Cam Lâm là do giá bán của loại xoài Úc mấy năm trở lại đây luôn duy trì ở mức cao, lợi nhuận lớn. Trong khi đó, các loại xoài Tây, xoài bồ hay xoài cát, hòa lộc
năng suất và giá bán đều giảm. Ngoài ra, những cây trồng quen thuộc trước đó ngày càng kháng thuốc trị bọ trĩ sâu dày, và thậm chí là một vụ phải phun hơn chục lần thuốc nhưng vẫn không trị được. Bệnh dễ làm cho giảm chất lượng trái nên thương lái chê. Trong khi đó, xoài Úc thì ít bệnh hơn, cả vụ chỉ cần phun 3 lần thuốc, chăm sóc dễ dàng, ít tốn công sức mà giá bán lại cao nên nông dân tự chuyển đổi giống. Tuy nhiên, theo ý kiến chủ quan của khán giả Vũ Văn Hội thì việc chuyển đổi ồ ạt cũng làm mất nguồn gen quý từ giống xoài thủy triều, giống xoài bản địa đã tồn tại cả trăm năm, gây khó khăn cho việc cấy ghép cũng như chọn giống về sau. Ngoài ra, hiện xoài Úc ở Cam Lâm hầu hết được thương lái Trung Quốc thu mua, việc tiêu thụ đang lệ thuộc vào thị trường này. Vì vậy, cây xoài Úc khó phát triển bền vững. Được biết, trước tình trạng trên, chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện Cam Lâm đã có cảnh báo và khuyến cáo người dân cần phải duy trì sự cân đối giữa các loại xoài. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, quá trình chuyển đổi vẫn đang tiếp tục diễn ra khá rầm rộ. Thưa quý vị, hiện nay thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và canh tác nông nghiệp đang là hướng đi mà nhiều địa phương áp dụng nhằm tăng năng suất hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, đồng thời cũng góp phần tăng năng suất, giá trị sản phẩm và đặc biệt là đảm bảo được chất lượng, giúp cho người nông dân tiết kiệm được nhiều chi phí. Trong đó thì huyện Cư Mơ Ga tại Đắk Lắk là một địa phương đi tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Lắk, đã trồng khảo nghiệm thành công giống dưa lưới chu phấn của Đài Loan. Để tìm hiểu rõ hơn về mô hình này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip dưới đây do khán giả Minh Lợi có số điện thoại 0978 3 số cuối 986 cung cấp và chia sẻ cùng chương trình. Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đang mang lại hiệu quả cho bà con nông dân ở huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk. Dưa lưới được trồng trong nhà màng, nhà lưới, nhà kính với công nghệ tưới hiện đại. Mỗi cây dưa được trồng trong một bầu giá thể tơi xốp, nhiều dinh dưỡng. Các bầu cây được đặt sát nhau trên mặt luống. Như vậy, có thể gia tăng mật độ cây so với cách trồng ngoài đất. Đặc biệt, giúp cho bộ rễ cây nhanh phát triển, hút dinh dưỡng tốt hơn. Khi cây dưa có tu cuốn, mỗi cây sẽ được treo lên từng sợi dây, nối hệ thống khung giàn cố định để lá phân bố đều, không bị chảy xước hay dập nát. Hệ thống tưới bao gồm bể chứa, bể lắng lọc, hệ thống tiêm hóa chất để phân bón, thiết bị hẹn giờ và các ống nhánh có nhiều lỗ nhỏ, có khoảng cách đều. Nước được tưới trực tiếp vào vùng rễ ở mức vừa đủ nhu cầu của cây, tạo điều kiện tốt nhất cho cây phát triển. Ngoài tác dụng cung cấp nước sạch cho cây, tưới nước theo phương pháp này sẽ giúp chủ động phân phối đều dinh dưỡng được hòa tan cùng nước tưới, đồng thời có thể tiết kiệm được một lượng nước khá lớn. Khán giả Minh Lợi cho biết trồng dưa lưới theo công nghệ cao giúp chất lượng trái thơm ngon, không sâu bệnh, năng suất cao, ít công chăm sóc vì công nghệ đã thay người làm việc. Anh Lợi cũng chia sẻ thêm, Cư Mơ Ga là một địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và là vùng chuyên canh cà phê lớn. Tuy nhiên, sau vài chục năm khai thác cho đến nay, đa phần các diện tích trồng cây cà phê đã già cỗi và dần được chuyển đổi các loại cây trồng khác cho phù hợp. Và việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình trồng dưa lưới chu phấn, đang giúp cho người dân có hướng đi mới, hiệu quả, vừa tăng năng suất cây trồng, vừa bảo vệ môi trường. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổi, có khung cảnh bình yên với nhiều giai thoại ly kỳ vẫn được người dân truyền tụng. Đó là chùa Hưng Long, tọa lạc tại một vị trí khá thơ mộng bên dòng sông Đồng Nai xanh biếc, hiền hòa và êm ả, thuộc phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Clip do khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 3 số cuối 258 chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Chùa Hưng Long hay còn được gọi với một tên khác là chùa Bà Thao, trước kia thuộc làng Dư Khánh, huyện Phước Lộc, phủ Gia Định, nay thuộc phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chùa có lối kiến trúc cổ khá đặc biệt, mặt hướng ra sông Đồng Nai. Toàn bộ các mái đao trên nóc chùa được gắn hình tượng rồng tráng men, đường nét tinh xảo, được đúc tại các lò gốm ở Bình Dương. Quần thể chùa cổ Hưng Long hiện nay được xây dựng gồm chánh điện, hai bên có hai tháp để chuông, chống bát nhã, hậu tổ, giảng đường.
Bên phải của chùa là khu tháp của các đời trụ trì được xây dựng khá trang nghiêm. Và phải nói, ít ngôi chùa nào ở Bình Dương được giữ lại trọn vẹn các ngôi tháp cổ như chùa Hưng Long. Chùa hiện còn lưu giữ được một pho tượng đồng cổ được đúc vào năm 1802, tượng cao 1 mét, có đường nét mỹ thuật tinh xảo và câu đối. Đây được cho là pho tượng cổ xưa quý nhất ở đất Bình Dương. Thưa quý vị, người dân thị xã Tân Uyên thường hay gọi ngôi chùa với tên Bà Thao hơn là Hưng Long. Giải thích về tên gọi chùa Bà Thao, khán giả Vân Ngọc cho biết, vào cuối thế kỷ thứ 17 ở vùng đất Tân Uyên vào năm 1695 Ất Hợi, gia đình điền chủ Phan Thị Khai tục gọi là Bà Thao do có niềm tin với đạo Phật, nên gia đình bà đã bỏ tiền ra xây dựng chùa vừa để chiêm bái cầu phúc cho gia đình, vừa để cho dân làng địa phương đến dâng hương lễ Phật cầu được bình an. Khán giả Vân Ngọc còn chia sẻ thêm, sự ra đời của pho tượng cổ trong chùa là do lời khấn nguyện của bà Khai khi người con trai trưởng của bà là Phan Văn Thiện tham gia nghĩa quân Tây Sơn. Bà cầu nguyện nếu con trai của bà bình an trở về, bà sẽ đúc tượng Phật đồng để tạ ơn. Cuộc chiến chấm dứt vào năm 1802, con bà được bình yên trở về. Thực hiện lời cầu nguyện, bà tổ chức đúc tượng Phật đồng để tôn thờ. Pho tượng được lưu giữ cho đến tận ngày nay. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các clip đã được phát trong ngày hôm nay. Vào tối ngày 24 và rạng sáng ngày 25 tháng 5, những cơn mưa như chút nước liên tục đổ xuống khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu, nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc, giao thông hỗn loạn. Nhiều tình huống sửa khóc, sửa cười đã phát sinh trong điều kiện thời tiết không thuận lợi này. Tổng hợp hình ảnh của khán giả gửi về chương trình. Vào rạng sáng ngày 25 tháng 5, trên đường đi biển về, một số ngư dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện một con cá voi nặng hơn 10 tấn, dài khoảng 15 mét, mắc kẹt vào bờ biển trong tình trạng còn sống. Ngay lập tức, hàng nghìn người dân đã tập trung tại bãi biển, phối hợp giải cứu cá voi. Đến khoảng hơn 12 giờ trưa cùng ngày, sau 6 giờ nỗ lực, cá voi đã được giải cứu thành công ra vùng biển sâu, tuy nhiên sức khỏe khá yếu. Phản ánh của khán giả Hoàng Công Mạnh có số điện thoại 0904, 3 số cuối là 279. Suốt gần 2 năm qua, 6 hộ dân ở tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải đi nhờ nhà hàng xóm vì con đường dân sinh nằm trên đường dẫn lên cầu vượt Bàn Cờ bị sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù vậy, tình trạng này hiện vẫn chưa được khắc phục, khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949, 3 số cuối 695. Nếu như những năm về trước, các loại xoài bồ, cát, hòa lộc, tứ quý được trồng nhiều ở Cam Lâm, Khánh Hòa, thì nay trên vùng đất trồng xoài rộng lớn này, xoài Úc đã lên ngôi khi người dân đua nhau, cưa hạ các giống xoài hiện có để ghép xoài Úc. Tuy nhiên, việc chuyển đổi ồ ạt như hiện nay là rất đáng lo ngại, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy và người hứng chịu thiệt hại vẫn là nông dân. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 904. Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đang mang lại hiệu quả cho bà con nông dân ở huyện Cương Ga, tỉnh Đắk Lắk. Cách trồng này không chỉ giúp chất lượng trái thơm ngon, không sâu bệnh, năng suất cao mà còn tốn ít công chăm sóc vì công nghệ đã thay người làm việc. Đây được xem là hướng đi mới, hiệu quả, vừa tăng năng suất cây trồng, vừa bảo vệ môi trường. Chia sẻ của khán giả Minh Lợi có số điện thoại 0978, 3 số cuối 986. Chùa Hưng Long tọa lạc tại vị trí khá thơ mộng bên dòng Đồng Nai xanh biếc, hiền hòa và êm ả, thuộc phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là ngôi chùa có niên đại cổ nhất so với các ngôi chùa cổ trên đất Bình Dương, được xây dựng vào năm 1695. Dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhưng ngôi chùa vẫn tồn tại với thời gian,
hình ảnh do khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 3 số cuối 258 chia sẻ tới chương trình. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày Chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email là gocnhinhkhangia@vtc.gov.vn hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.